Xin chào mọi người, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm video về chấm tóc như các bạn đã bình chọn trên Instagram của mình và Instagram của mình đây. Cách đây mấy hôm thì mình có để là không biết là các bạn sẽ thích video về dưỡng tóc hay là video về make up mùa xuân, nhưng mà nhiều cái kết quả lại là 50-50, nên là hôm nay mình sẽ làm video về dưỡng tóc trước và tuần sau mình sẽ làm video về make up mùa xuân sau, nên là các bạn nhớ đón xem video tuần sau của mình nha. Bước đầu tiên mình nghĩ là sẽ là cái bước đơn giản nhất, đó chính là bước gội đầu. Và cái sản phẩm gội đầu mà mình hay sử dụng là của Garnier, hai cái này. Và nói sơ về tóc của My thì tóc của My là tóc dày và dầu, nên là mỗi lần gội đầu rất là cực khổ. Nên là My rất là thích hai cái bạn này, tại vì cái này là dành cho tóc chủ yếu là tóc bình thường tới tóc dầu. Cái này My hay dùng dòng Pure Cream này, tại vì dành riêng cho tóc của My là hai chai. Cái chai này thì hương bưởi, còn chai này thì là hương ngô hội, nhưng mà hai mùi thì mình thấy cũng hao hao nhau, không khác nhau là mấy. Đối với những cái bạn ở Việt Nam mà không có thể nào mua cái này hay là khó kiếm cái này á, thì để mình thử kiếm cho các bạn và mình sẽ để link ở bên dưới nếu mà mình kiếm ra. Còn nếu không có thì mình thể xài dầu gội hay là shoulder này thì mình cũng xài ở đây luôn. Những cái hôm nào mà trời ở đây nó hơi bị ẩm hay là mưa thì mình sẽ chuyển qua dầu gội hay là shoulder, và hôm nào mà khô thì mình mới xài dầu gội này. Và thế là sau đó mình mua loại mà chăm sóc tóc và da đầu. Cái này thì mình nghĩ các bạn có thể dễ kiếm ở trong siêu thị. Thì ở siêu thị mình hay mua mùi táo, mùi chanh hoặc là mùi lavender này là chăm sóc tóc và da đầu. Đối với mình thì mình không thích xài dầu xả, tại vì mình cảm giác là xài dầu xả thì tóc mình nó rụng nhiều hơn, nên là thường thường mình không có xài dầu xả. Và nếu có xài, nếu mà lâu lâu mình cảm giác là đuôi tóc hơi bị quá là khô thì mình sẽ xài cho chắc là nhiêu đây thôi, cỡ nhiêu đây tóc thôi, chứ mình không có xài nhiều hơn, tại vì mình cảm giác là tóc bị rụng nhiều nên mình không thích lắm. Phần tiếp theo là sau khi gội đầu xong, thì bình thường sau khi gội đầu xong thì mình không có sấy tóc gì hết, thì mình cảm giác là nếu mà sấy tóc mà cái tóc còn ướt á thì sẽ làm tóc bị hư tổn nhiều hơn, nên là bình thường mình chỉ lau khô tóc bằng khăn tắm thôi, hoặc là có một cái khăn đi dành riêng làm khăn gội đầu thì mình chỉ lau khô bằng khăn gội đầu thôi. Thì tóc mình tầm rất là lâu, tầm cỡ 3 đến 5 tiếng thì nó mới khô. Nhưng mà mình cảm thấy như vậy thì tóc mọc nhanh hơn và không bị chảy ngọn. Và sau khi gội đầu xong thì mình cũng hay sử dụng kem dưỡng tóc. Đây là cái kem dưỡng mà màu hồng. Hôm bữa thì trong cái video yêu thích của mình thì là mình có xài kem dưỡng này như là màu tím, và mình đã xài hết cái kem đó rồi, và bây giờ mình chuyển sang kem dưỡng màu hồng này. Nhưng mà cái kem dưỡng màu hồng này thì nó dành cho ban ngày nên là nó không có dưỡng ẩm nhiều như ban đêm, nhưng mà mình sẽ xài hết cái này và mình sẽ mua lại cái trà màu tím kia, vì mình cảm giác là tóc dày thì sử dụng cái trà màu tím kia thích hơn, và nếu mà các bạn tóc mỏng thì có lẽ là sử dụng cái chai màu hồng này sẽ thích hơn. Cái phần tiếp theo mà My để nói đến đó chính là làm sao để tóc mọc nhanh. Thì đây có lẽ là cái phần mà nhiều bạn hỏi My nhất. Có hai cái này là hai cái mà My hay sử dụng để làm tóc mọc nhanh. Còn một cái nữa đó chính là dầu dừa. Nhưng mà My đã xài hết dầu dừa rồi, nên là dạo này My không có chăm sóc tóc để mọc nhanh, nên là My cũng không sử dụng dầu dừa nữa. Và đây là ba cách mà My hay sử dụng để cho tóc mọc nhanh. Đó chính là điều đầu tiên là sử dụng dầu dừa. My hay trộn dầu dừa và dầu ô liu một khoảng tầm 30ml, xong rồi mình cho vào một cái chai gọi là giống như một cái tuyết mà các bạn hay tuyết mà tương ớt hoặc tương cà, và cái tuyết đó không có gì hết, chỉ là có dầu trong đó thôi, và lắc đều. Sau đó thì mình chia như thế này, ví dụ đây là cái tuyết nha, và mình bóp cho nó ra đây nè, mình làm như vậy thì kiểu nó sẽ ra đều đầu hơn và rất là nhanh. Cái khoảng thời gian mà mình chỉ làm cái này thì chỉ mất khoảng tầm 3-4 phút là đủ nguyên cái đầu mình rồi. Còn nếu mà làm bằng tay á, ngày xưa lúc My làm bằng tay thì rất là lâu, tầm đến 10-15 phút. Đó là My thích xài dầu dừa hơn là dầu này. Cái dầu này tiếng Việt gọi là dầu thầu dầu, còn tiếng Anh gọi là castor oil. Thì My thích dùng loại castor oil mà black castor oil. Đây là dầu thầu dầu đen. Thì cái này rất là tốt cho tóc. Nếu mà các bạn nào mà tóc khô thì My rất là recommend cái này, tại vì mẹ My tóc khô và mẹ My xài cái này bôi ở lông mi, và lông mi mẹ My mỏng rất là nhanh nhờ cái này.
cái này thì My chỉ bôi ở lông mi thôi. Có một lần lúc đầu năm thì My lỡ cắt tóc hơi ngắn khoảng đến đây, thì các bạn có thể coi cái tấm hình này trên Instagram, thì là cách đây cỡ khoảng 3-4 tháng gì thôi mình lỡ cắt tóc ngắn vì nó đã dài rồi hơn á. Thì My sử dụng cái này một lần và chắc là vì là tóc dầu, da đầu dầu nên là My bị nổi mụn ngay tức thì luôn. Chắc là hôm đó My bị nổi chắc cỡ 3 cục mụn ở trên da đầu và rất là đau. Nên là nếu mà các bạn là tóc dầu thì My không có khuyên là sử dụng cái này, vì cái này có thể làm các bạn bị mụn ở trên da đầu. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà tóc khô thì các bạn thử cái này nha. Còn nếu mà có nhiều bạn nói My là xài dầu dừa thì các bạn bị rụng tóc nhiều hơn. Thì mới đầu thì My cũng bị rụng rất là nhiều, chắc là khoảng 2-3 tuần lúc mới xài thì My bị rụng tóc. Nhưng mà sau đó lúc mà tóc quen với cái lượng dầu rồi á thì My không bị nữa. Và thường thường My hay mix dầu ô liu với dầu dừa, không chỉ có dầu dừa không. Nên là My nghĩ đó là lý do mà My không có bị rụng nhiều. Nhưng mà nếu mà các bạn thử mix dầu ô liu với dầu dừa mà sau 1-2 tuần mà tóc vẫn rụng nhiều thì thôi các bạn đừng sử dụng nữa nha. Và các bạn có thể sử dụng cái thứ ba My xài, đó chính là tinh dầu bưởi. Thì tinh dầu bưởi là bà ngoại My chỉ My cái cách này, đó chính là xịt dầu bưởi ở trên tóc lúc mà tóc còn ẩm. Lúc mà gội đầu xong, lúc mà tóc còn ẩm thì xịt cái này. Tại vì tinh dầu bưởi thì dành cho mọi loại tóc luôn, kể cả có tóc dầu thì xịt tinh dầu bưởi cũng sẽ không làm dầu thêm tóc. Nên là My xài tinh dầu bưởi, My xài được như đây. Tại vì hồi hè My thích tóc mọc nhanh á, tại vì lỡ cắt hơi bị ngắn quá nên My xài lúc hè, nhưng mà bây giờ thì tóc đã dài rồi nên là dạo này My không có xịt nữa. Thì các bạn chỉ xịt vào trong tóc và dùng tóc massage như thế này, dùng tay massage tóc như thế này thôi, là nó sẽ làm máu lưu thông tốt hơn và tóc sẽ mọc nhanh hơn. Có lẽ đây là tâm sự mà những các bạn nào mà bị tóc dầu như My mới hiểu. Đó là ngày xưa My bị tóc dầu mà cứ gội đầu xong một cái là dầu tự lên luôn. Vừa gội đầu là vừa có dầu, tầm 15 phút sau là dầu tự lên. Và My đã kiếm được một cách, nhưng mà cách này không an toàn cho lắm. Đối với những mà bạn nào mà còn bé quá thì My khuyên là không nên. Tầm lớp 9 hoặc lớp 10 các bạn mới nên làm cái này, đó chính là nhuộm tóc. Và ngày xưa My nhuộm tóc ở cái chân mình, My nhuộm thường thường My nhuộm cùng màu tóc của My lúc đó luôn. Tại vì lúc đó My mới lớp 7 rồi, nhưng mà tại vì không chịu nổi nữa nên là mẹ đã cho đi nhuộm. My nhuộm cái chân tóc My nhuộm khoảng như đây thôi, và nhuộm cái phần mái nhiều hơn, mà cái phần sau thì My không kể tại vì phần sau cũng không ai thấy á. My nhuộm khoảng 2/3 cái đầu của My thôi, và cái phần sau thì My để giữ nguyên. Và cái đó giúp tóc My rất là nhiều, và nó làm khô cái tóc hơn. Và cái tóc My đang rất là nhiều dầu rồi và cái tóc nó bị khô, thì cộng lại nó lại ra tóc bình thường, nên là My đỡ dầu hơn. Với lại có một hè My quyết định là cách 2 ngày mới gội đầu một lần. Ở Việt Nam thì thời tiết rất là nắng nóng, và thường thường một ngày My gội một lần. Và cái cách đó là My nghĩ là lý do tại sao mà tóc của My càng ngày càng sản sinh ra nhiều dầu. Nên là My cách 2 ngày My mới gội đầu một lần. Và cái khoảng thời gian mà lúc mà bắt đầu đó thì rất là khó chịu, vì tóc ra cực kỳ nhiều dầu luôn. Trong khoảng cỡ tầm 3 tuần đến 1.5 tháng thì tóc bắt đầu ra ít dầu hơn. Và khoảng 2 tháng hè đó thôi, tóc My đã ra rất ít dầu rồi. Và bây giờ thì 2 ngày My gội đầu một lần là bình thường. Nhưng mà maximum là 2-3 ngày các bạn nên gội đầu một lần. Các bạn đừng để quá dơ, vì nếu mà để quá dơ thì tóc lại bị phản ứng ngược và nó bị rụng nhiều hơn. Đó là những gì mà My bị, nên là My nghĩ là tầm 2-3 ngày gội đầu một lần là ok. Cái loại lược mà lúc nào My cũng có ở trong người My, nói chung là ở nhà hay là đi đâu đi du lịch thì My cũng mang theo, đó là cái lược loại này. Thì các bạn có thể thấy là cái gai nó như thế này, thì nó sẽ không làm cho tóc các bạn bị giật hoặc là bị đau. Và cái này thì có thể sử dụng khi mà tóc ướt, thì lúc mà tóc My ẩm ẩm thì đó là lúc mà My sử dụng cái lược này. Và sau đó nếu mà My cần nuôi tóc dài hơn thì My sẽ xịt, sau đó là xịt dầu bưởi luôn. Và cái này là cái tóc, cái loại này là My thích nhất từ trước đến giờ, vì cái này thì nó không làm cho rụng tóc. Dù nó có làm cho tóc không bị rối, như là gỡ rối tóc á, nhưng mà tóc lại không bị rụng. My cũng không biết là lý do tại sao lại được như thế, nhưng mà đây là cái loại mà My sử dụng. Nếu mà My đi du lịch hay là đi học thì My thường để cái tóc này ở trong, cái lược này ở trong cặp My. Vì ở bên đây thời tiết rất là nhiều gió nên là nếu mà cũng có cái lược này. Và My lúc nào cũng có cái lược này ở trong cặp và cái lược này ở nhà. Thì nếu mà cái lược này trung bình ở đây người ta bán tầm 7 đô tới 10 đô thì cũng rất là mắc, so với Việt Nam thì tầm 2-3 trăm ngàn lận. Nên là nếu mà các bạn có thể nào mà đi ra đường mà đi ở mấy cái tiểu như Kềm Nghĩa
thì người ta có những cái loại lược mà kiểu như vậy nè. Thì các bạn có thể mua cái này để cho làm gỡ rối tóc và không làm đau tóc. Và hồi bé lúc mà My thích mọc tóc dài á, thì My có hỏi bà ngoại My làm thế nào để tóc con mọc dài hơn. Cái bà ngoại My nói là con cứ chải tóc nhiều là tóc mọc dài hơn. Không biết là tại vì lúc đó hồi bé My nghe và My làm theo nên là tóc My nó mọc dài hơn thật. Thì lúc nào My cũng chải vậy hết, chải kiểu chải sát da đầu luôn á, xong rồi ở dưới thì My chải gì nè. Và tóc kiểu mọc rất là nhanh. My rất là thích hai cái lược này của My. Những cái sản phẩm mà My sử dụng trong video này thì My cũng sẽ để ở dưới cho các bạn tên sản phẩm. Và nếu mà cái sản phẩm nào mà My kiếm được link cho các bạn thì My cũng sẽ để ở bên dưới luôn. Và hy vọng các bạn sẽ thích video này của My. Và hy vọng những cái chia sẻ của My giúp ích được cho các bạn. Và cuối cùng hẹn gặp lại các bạn trong video tuần sau. Đó chính là video make up mùa xuân. Bye bye. Don't worry, don't worry.